Hôm nay thì mình sẽ làm clip đó là bịt mắt đón tên nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu trò chơi nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị mấy loại trái cây, mình sẽ bỏ vô hai ô nước đá và mình sẽ bịt mắt người chơi lại và sẽ cho người đó bóc trái cây lên và đón trái đó là gì. Nếu trả lời đúng thì sẽ bóc thăm và cơ hội chúng được các món quà nha các bạn. Còn nếu bóc lên đón sai thì sẽ bị chịu phạt nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ vào trò chơi thôi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ vào trò chơi nha mọi người. Và bây giờ team của mình sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và lượt đầu tiên của mọi em có đâu là gì muốn nói không? Sẽ cố gắng hết sức nha các bạn. Chúng ta hãy cổ vũ cho người chơi đầu tiên đi nào. Bây giờ mình sẽ bịt mắt mọi em nha các bạn. Bịt mắt mà cứ thấy là lạ lắm á. Này số mấy? Không biết được không? Thấy gì chưa? Rồi mình sẽ dẫn người chơi lại cái xô trái cây nha các bạn. Trái quýt hả? Dạ. À, mọi em đã đưa ra đáp án trái này là trái quýt là sai nha các bạn. Và bây giờ mọi em sẽ bị phạt nha các bạn. Bây giờ là hình phạt cho người thua cuộc nha. Sau khi mọi em bị ướp bột thì thì Minh Thư có muốn nói gì không? Hả? Còn bây giờ tới lượt Minh Thư nha các bạn. Cuối hàng. Học tay xuống. Cái này trái hả? Trái măng cục hả? Trái măng cục. Minh Hư đã trả lời sai nha các bạn. Trái này không phải trái măng cục nha. Bây giờ tới lượt cô đen. Cô đen sẽ làm gì để chắc ăn? Cô đen sẽ đón trúng bao nhiêu phần trăm? 50%. Ủa thay nắng à. Bây giờ mình sẽ bịt mắt cô đen nha các bạn. Rồi để tay học mọi đi. Đây là trái măng cục nha các bạn. No. Trái măng cục. Chúng ta hãy vỗ tay cho anh cô đen. Anh cô đen đã trả lời sai. Bây giờ sẽ tới lượt Bin Còi có muốn nói gì với các bạn không? Mình đoán là mình sẽ chiến thắng các bạn. Wow! Này mấy ngon? 4 ngon. Ồ hay quá. Cho ổi là kết quả sai bét. Và hình phạt đến cho Bin Còi. Ủa gì vậy? Trời. Trời ơi sai rồi. Trời ơi sai rồi. Chí cùa nói câu gì cho Ngầu coi. Gắt tự tin nó trúng luôn. Wow. Quá ngầu. Này sao mày? Số 2. Này số mấy? Số 1. Này số mấy? Số 0. Hay quá. Ok. Nó lạnh quá các bạn ơi. Đó là trái bom nha các bạn. Hả? Trái bom.
Ủa trái này là trái gì vậy? Đâu phải trái bơ không? Trái lê. Ừ, trái lê, trái lê Chí ơi. À, Khánh Sệt có đôi lời gì muốn nói không? Mình nhất định sẽ đóng chung. Mình nhất định sẽ đóng chung. Hả? Trời ơi. Trời ơi hả? Trái này trái gì các bạn? Trái ổi. Rồi Khánh Sệt đã đoán đúng và bây giờ Khánh Sệt sẽ vào bốc thăm nghe các bạn. Ba đứng lên. Oxy nhỏ. Wow. Chúc mừng Khánh Sệt đã trúng được một bịch oxy nhỏ. Mình đi. Khánh Sệt đã đoán đúng, còn Mã Lương chắc chắn đoán đúng không? Chắc là chắn là đúng rồi mà thấy hơi khó một chút quá, hai trái gọi ra rồi. Nhìn quá nè. Để mẹ đi. Đu vậy nè. Đậu à. Ở đâu đây nè, đây nè, đây nè. Từ từ. Cứ bình tĩnh mà gung. À biết trái cam nè. Trái cam hả? Trái cam chứ mít vậy. Rồi, kết quả của bạn là trái gì? Cam mít rồi. Rồi ơi. Trái cam hả, trái quýt? Hình như này có ăn rồi nè. Rồi. Trái cam đi. Trái cam hả? Trái quýt, à trái quýt, không có trái cam, quên. Trái quýt đi. Vậy cuối cùng trái gì? Trái quýt. Rồi, trái quýt. Trái quýt là kết quả đúng nha các bạn. Lấy chai xịt cho coi nè. Và bây giờ Mã Lương sẽ được vào vòng bốc thăm nha các bạn. Lấy chai xịt cho mọi người coi nè. Xịt kinh. Xịt kinh. Xịt kinh. Xịt kinh thấy không? À, quá đơn giản. Ồ, chúng ta lỗ tay chúc mừng Mã Lương nào. Em quá kìa. Và bây giờ sẽ trở lại vòng 2 nha các bạn. Mỗi em sau khi trở lại vòng 2 thì mỗi em rút ra bài học gì mỗi em? Đây nè, đây nè, học tao vô. Cái gì? Trái hạnh nha các bạn. Trái hạnh hả? Mụi em có bị ớt bột không? Kết quả trái hạnh là kết quả sai. Minh Hư, khi trở lại vòng 2 thì Minh Hư có đâu là gì muốn nói không? Bây giờ cho Minh Hư học hai tay vô luôn. Minh Hư học hai tay rồi. Minh Hư đó là trái gì? Nó bự gì đó. Nó thấy á. Trái. Nó bự giống như đu đủ. Rồi, kết quả cuối cùng là trái gì? Nó thấy nè. Rồi. Đầu em. Trái đu đủ. Trái đu đủ hả? Trái đu đủ. Kết quả trái đu đủ có chính xác không các bạn? Chính xác, chúc mừng Minh Hư. Mà Minh Hư bước vào vòng trong bốc thưởng. Minh Hư rung quá các bạn ơi. Và Minh Hư chúng là ăn chanh. Mời Minh Hư ăn chanh. Thì đó. Sau khi trở lại vòng 2 thì cu đen có rút ra bài học gì không?
Hả? Cảm nhận cô như thế nào cô? Hả? Đây là trái CD nha các bạn. Hả? Trái CD hả? Chúng ta sẽ tạo nên cho trò chơi kịch tính nha các bạn. Rồi, xong. Luôn. Trong hai thứ này cô đang muốn thứ nào? Thứ này. Thứ này hả? Chúc mừng cô đang. Tập bằng các bạn. Lần này mình sẽ rút kinh nghiệm mà cho chú không phải là bọt đỏ đầu. À, Biên Còi năm nay bao nhiêu tuổi mà đầu tóc Biên Còi trắng phơ vậy? Năm nay 13 tuổi hả các bạn? 13 tuổi nha các bạn. Khi Biên Còi học tay vô vậy cảm giác Biên Còi như thế nào? Cảm giác hả? Đường vào tim em ôi băng giá. Đường vào tim em ôi băng giá. Cái đó không nghe các bạn. Thường ngày mình hay uống này lắm. Trái chanh phải không? Trái chanh hả? Đây là Biên Còi nói trái chanh nha các bạn. Và mình sẽ cho Biên Còi biết kết quả sau ít giây. Trăm phần trăm là đúng, mình sẽ đóng đúng các bạn. Biên Còi đón là quả chanh nha anh em. Và bây giờ Biên Còi sẽ hít. Tất nhiên là Biên Còi đứa nào thắng mà không hít này các bạn. Nhưng dắt thiết, Biên Còi trả lời dắt đúng. Wow, hay chưa? Wow, hay chưa? Yes. Oxy nhỏ nha các bạn. Đây oxy nhỏ nha các bạn. Còn cái nịt nha các bạn. Thế mình trận này rất khó luôn nha các bạn. Cái gì không? Không. Hồi trước là cái gì? Đã được. Vậy là thấy rồi. Trước trên đường mà. Quy quà. Cảm giác chiếc cùi như thế nào hả? Rất lạnh luôn. Nè trái sung nha. Trái sung. Kết quả trái sung sẽ có trong ít phút nữa. À, chiếc cùi hồi nãy chiếc cùi chạm vào trái đó và sờ mó sao mà đó nó là trái sung hả? Là nó mềm trái sung. Tại nó mềm vậy. Vậy? Như ví dụ trái chanh, trái hạnh nó cũng mềm vậy. Tại sao đó nó là trái sung? Nè, trái sung nè, bóp thử đi coi mềm không? Nè, trái sung nè, bóp thử đi coi mềm không? Không. Trái đó là trái sung. Trái nhãn nha. Trở lại vòng 2, vòng 1 Khánh Xịt đã chiến thắng và lãnh được một bình oxy. Trở lại vòng 2 Khánh Xịt có chia sẻ bí quyết gì cho các em bốc không? Chắc mình xem bỏng các bạn ơi. Sợ quá. Anh sẽ thấy gì không? Gì? Ngoài trước là gì? Trước là cái vậy là thấy rồi các bạn ơi. Vậy là thấy rồi các bạn ơi. Nhỏ nhí. Nãy chị ba nó quấy đâu mà. Hợp lại. Cảm giác Khánh xịn như thế nào? Rồi. Đừng có bóp lâu quá, bóp nó chèm bẹp luôn đó Khánh xịn ơi. Mình tin xịt rồi mình đừng làm cho người ta xịt theo. Mình tin xịt rồi mình đừng làm cho người ta xịt theo. Trái chanh. Trái chanh. Đây là trái chanh nha các bạn. Khánh xịt đó vậy đó. Đó chắc là sai nha các bạn. Đây là trừng phạt cho người thua cuộc. Và đây là lượt trở lại của Mã Lương nha các bạn. Mã Lương hồi nãy đã lấy được một chai Sting. Wow. Bây giờ Mã Lương có chuyến này Mã Lương ăn bột hay là Mã Lương sẽ lấy những món quà khác nữa? Thôi ơi, lấy nhiều quá mất công quá, giờ mình ăn bột chơi cho vui nha mọi người ơi. Vậy không thôi bây giờ bạn lại ăn bột con đi khỏi chơi. Thôi mình phải chơi cho biết cảm giác đồ chứ.
Số mấy? Số 2 đi quê. Số mấy? Nhìn thấy không chứ được ai kêu đó đâu trời. Số mấy? Số 3. Mình phải bịt kỹ nha các bạn. Đây đã lấy được một chai xì tin rồi. Hả? Ba vô rồi mò lấy rồi cầm lên liền nha. Rồi cầm lên. À. Rồi đó rồi. Nhãn. Trái nhãn hả? Nhãn nha. Đây. Trái nhãn nha các bạn. Quá dạ. Đã lường đúng rồi các bạn ơi. Đó là trái nhãn. Cái này chắc mình lấy oxy quá. Thấy không? Biết lắm mà, ra chưa? Dòng thứ ba và dòng cuối nha các bạn. Sau khi trở lại dòng cuối, dòng này mọi em có quyết tâm để giành phần thưởng không? Quyết tâm, 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 quyết tâm. Tay đây nè. Suy nghĩ. Mụi em đó là trái nhãn nha các bạn. Kết quả trái nhãn đúng hay sai? Đúng nha các bạn. Một con lên. Đẹp bên. Nè. Mụi em nhãn được một cục kẹo nha các bạn. Số mụi em quá là nhỏ. Còn cái đẹp nè. Ủa, Minh Thư cũng muốn nói gì không? Mình sẽ cố gắng hết sức mà. Cuối cùng Minh Thư cũng chịu nói nghe các bạn. Mình nói như không nói vậy đó. Rồi, cầm lên luôn. Cái này trái lê. Trái lê. Thì Minh Thư đã trả lời đúng. Trả lời luôn. Lại là ăn chanh các bạn. No! Minh Thư đã hai lần ăn chanh. Trở lại vòng 3 vòng cuối cùng thì cô Đen sẽ chứng tỏ thực lực bản thân mình như thế nào để giành được phần quà. Em sẽ cùng tất cả đồ công của mình nha các bạn. Mình sẽ dùng tất cả đồ công của mình nha các bạn. Rồi. Đây là quả nhãn. Quả nhãn. Quả nhãn nha các bạn. Kết quả quả nhãn chính xác nha các bạn. Vậy còn một lá hâm cuối cùng thôi. Trời chanh là bình thường các bạn ơi. Wow. Ê mẹ nha. Ngoan ngoan. Trời chanh là bình thường các bạn ơi. Ngoan ngoan. Trở lại vòng 3 thì Bin còi có đôi lời gì nói không? Lần này mình sẽ có ít sức và mình sẽ dùng những nhảy gì bóc cái quạt. Dạ dạ dạ. Hay rồi, hay rồi. Mày mấy ngón? Hả? Rồi ăn đi. Rồi, bên rồi bên còn muốn thể hiện gì đó anh em ơi? Mình sử dụng tuyệt chiêu các bạn. Chúng ta hãy vỗ tay cho sự năng động của bên còi không? Lộn cho đã rồi, bắt mình cũng nhận lại cái hùng các bạn ơi. Rồi. Đó là chiếc chanh nha các bạn. Này bỏ chiếc chanh không? Chiếc chanh là chính xác nha các bạn. Còn một lá hâm cuối cùng.
mình sẽ bỏ ra các bạn. Còn đỏ hay các bạn? Mình chưa lấy mình cũng sẽ biết còn đỏ hay các bạn. Còn đỏ. Chắc mình sẽ ốc bị ốc bọn như hai lần trước quá. Rồi cầm lên, cầm lên. Trái nhãn nha các bạn. Trái nhãn. Chiếc cùa nó trái nhãn nha. Sau khi trở lại vòng cuối thì Khánh sẽ có bí quyết gì để chiến thắng không? Cố gắng hết sức đi, giành lấy giành phần thưởng tiếp theo. Bật gì chỗ khách ra nhìn nhờ cái này nhìn gì á. sự cố các bạn ơi. Vui là con gái ha, vui là con gái ha, yeah. Nắng cho em ngày yêu, vui là con gái. Rồi, đó rồi. Rồi, bạn cầm trái gì thì bạn cầm trái đó luôn chứ. Chanh. Trái chanh, kết quả sẽ có trong giây lát. Ăn một. Trái chanh là kết quả chính xác nha các bạn. Và bây giờ mình đã hết hết phiếu báo rồi, mình sẽ tặng luôn cho Khánh là một bình oxy nha các bạn. Mã Lương trải qua vòng thứ 3. Mà trong khi đó Mã Lương đã hai vòng, Mã Lương đúng, đúng hết hai lần. Vòng thứ ba này Mã Lương có tự tin để thắng tiếp không? Thôi quê, qua chơi hoài, thắng hoài cũng ngại. Thôi mình lấy chỗ bọt lên làm thử coi thử cảm giác mấy bạn ấy nãy giờ làm sao nha. Mình sẽ tăng độ khó hơn Mã Lương nha các bạn. Thôi, Mã Lương sẽ khó hơn các bạn khác nha. Đầu ta. Đây nè, đây nè. Rồi bạn cầm trái đó luôn. Ê, trời ơi. Anh biết cái này gì nè. Rồi. Trái gì? Không thôi quay. Qua chơi hoài, thắng hoài cũng ngại. Trái gì? Đu đủ. Đu đủ. Trái đu đủ vỗ tay anh em ơi. Không phải rồi, không phải. Trái đu đủ đúng. Trái đu đủ. Chúc bạn may mắn thật chứ. Cái gì vậy? Đó là nhanh đó. Lại trái cho lại. Má lại bóc cái này được rồi. Trái này là trái đụng đụng. Trái này là trái lứt nha các bạn. Và sau đây là hình phạt của Mã Lương. Lấy tay ra, lấy tay ra. Bạn mất. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy cho một like, một share, một ký. Chào tất cả các bạn.